lịch truyền hình trực tiếp của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Với một hành trình từ dễ đến khó, đội tuyển Việt Nam có chút lợi thế về lịch thi đấu 3 trận cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE trong tháng 6 này. Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam đều giành chiến thắng trước ba đối thủ này, lần lượt 3-1 trên sân Indonesia, 1-0 trên sân nhà trước Malaysia và UAE, nên đã giành ngôi đầu bảng G với 11 điểm, nhưng lượt về lại diễn ra tại UAE nên ưu thế đang tạm nghiêng về đội chủ nhà. Đội dẫn đầu 8 bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc mới được lọt vào vòng loại thứ 3, nên đội tuyển Việt Nam cần ít nhất 5 điểm trong 3 trận đấu còn lại này. Với chiến thắng hoành tráng 4-0 trước đội tuyển Indonesia vào đêm ngày 7 tháng 6 và chiến thắng 2-1 trước Malaysia vào đêm ngày 11 tháng 6, nhiệm vụ cuối cùng của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 giờ chỉ còn thủ hòa với đội UAE đêm ngày 15 tháng 6 là đủ chiếm ngôi đầu bảng G và bước vào lịch sử của bóng đá nước nhà. Rất nhiều kịch bản có thể xảy ra khi các bản đấu khác cũng tranh nhau 5 trên 8 suất nhì bảng. Nhưng không có gì tốt hơn là tuyển Việt Nam đoạt luôn ngôi đầu bảng khi cơ hội đã đến.